Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo đó là vấn đề liên quan đến không gian của Hoa Kỳ. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta phải thừa nhận một điều. Cộng sản không bao giờ có thể thành công được ở Hoa Kỳ. Hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi đã trình bày với quý vị trước kia, Hoa Kỳ là một quốc gia có Thượng Đế phù trợ. Hoàn toàn mọi việc của đất nước Hoa Kỳ nằm trong vòng tay của Thiên Chúa. Cái thứ hai, Hoa Kỳ là một quốc gia tư bản, bất di dịch. Tại sao vậy? Thứ nhất, Hoa Kỳ là một quốc gia có Thiên Chúa bảo hộ, có Thiên Chúa phù trợ, có Thiên Chúa quan phòng. Cho nên mọi việc của Hoa Kỳ đều được đáp ứng diễn ra một cách rất tuần tự theo như đức tin của một người tin Chúa. Đó là cái gì? Thứ nhất là nghĩ đến tha nhân mà không nghĩ đến cá nhân mình. Tại sao vậy? Hôm nay có câu chuyện chúng tôi muốn thưa đến quý vị. Trên thế giới này nhiều nước có người giàu lắm. Cộng sản cũng không thiếu gì người tỷ phú. Bằng chứng là chúng ta biết vài tên tỷ phú cộng sản như là Alibaba, cái tên Jack Ma lập cái công ty lấy cái tên là thằng ăn cắp, thành bát ạ, đúng không? Alibaba là một tên ăn cắp. Chứ nó không lựa vào vấn đề nhân bản hay là Thiên Chúa. Cái thằng nó gọi là thằng Jack Ma, tức là nó do Đảng Cộng sản trao tiền cho nó để cho nó làm việc. Đối với Cộng sản, không bao giờ có cái vấn đề tỷ phú nếu không có đảng. Mọi việc kinh tế là do đảng nắm. Dân làm chủ, nhà nước quản trị và đảng chỉ đạo, đúng không? Thế thì khi mà nó trở thành giao cho một tên tỷ phú, Jack Ma, thì lại lấy tên công ty Alibaba là một công ty ăn cắp. Nó phản ánh cái tâm hồn của người Tàu, cộng sản. Rồi một tên tỷ phú khác chúng ta biết đó là tên Nhậm Chánh Phong. Đó là một tên quân đội nhân dân của Cộng sản của Tàu. Tập Cận Bình giao cho lập cái công ty Huawei. Một tên quân đội già yếu làm gì mà có bạc tỷ. Vậy mà công ty Huawei nó giá trị lên hàng trăm tỷ đô la. Trong năm 2018 nó đã bán được trên 100 tỷ đô la. Nhưng mà qua đến cái vụ Donald Trump thì năm vừa rồi, 6 tháng đầu tiên, Huawei đã thiệt hại lên đến 60 tỷ đô la. Là vì không được bán hàng, không được mua hàng, thế giới bị cấm. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không. Khi mà đã là tỷ phú, họ phải là một cái người làm ăn chân chất, chân thật. Ngay một cái người giàu nhất thế giới bây giờ, đó là cái tên Jeff Bezos. Jeff Bezos là tổng giám đốc của công ty Amazon, là công ty bán hàng lẻ sỉ trên online lớn nhất thế giới. Tài sản của anh Jeff Bezos bây giờ cũng lên đến 125 tỷ đô la. Đó là theo báo phúc trình của Michael Bloomberg, là những cái báo nói về vấn đề tư bản của Hoa Kỳ, giống như là Forbes. Thì đều công nhận rằng Jeff Bezos là một anh giàu nhất thế giới bây giờ. Thì quý vị biết tên này có cái gì hay? Phải nói là rất hay. Anh ta tuyên bố trong tuần Fox News vừa rồi, anh ta sẽ dành ra hàng chục tỷ đô la để nghiên cứu vấn đề du lịch không gian. Trước đây quý vị nghe anh chàng Elon Musk cũng là một tỷ phú, nhưng mà tài sản anh ta vào khoảng độ 10 tỷ thôi. Nhưng mà anh ta lại là giám đốc của tổng giám đốc công ty SpaceX, tổng giám đốc của công ty Tesla, là cái công ty về hàng không vũ trụ, nó có văn phòng ở Houghton, thành phố ở California. Thì cái anh chàng Elon Musk thì chủ trương rằng vào năm 2024 sẽ đưa người vào Mars, tức là vào hỏa tinh. Để làm gì? Để khai thác cái đời sống mới và vấn đề môi sinh ở trong vũ trụ, rồi mở ra những cái cuộc du lịch. Thế thì bây giờ anh Jeff Bezos cũng là một người đồng ý bỏ hàng chục tỷ đô la để phát triển cái kỹ nghệ du lịch. Anh ta nói rằng là chúng ta ở quả đất này, chúng ta không thấy không gian nhỏ bé hay là to lớn. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài không gian, nhìn về quả đất,
chúng ta sẽ hãnh diện với một cái hành tinh bé nhỏ này. Nó tạo nên những cái sự thiêng liêng của Thượng Đế. Trong đó con người bây giờ đang bị phá hủy về vấn đề môi sinh. Thế thì chúng ta cần phải có tân biên cương, như là Tổng thống John F. Kennedy đã tuyên bố vào năm 1961. Con người phải ra khỏi vũ trụ để có thể có cuộc sống mới ở không gian. Nơi đó mới có thể giải phóng con người khỏi sự tù túng giới hạn của quả đất. Và quả đất mỗi ngày một đông hơn, dân số gia tăng và đời sống phát triển kinh tế kỹ nghệ bị khủng hoảng về môi sinh. Chúng ta có nhiều cái đe dọa. Cách đây chừng độ 20 năm, quý vị nhớ rằng các khoa học gia lúc bấy giờ đã tìm ra một cái lỗ hổng ở cái lớp khí quyển. Nguyên nhân là vì các nhà máy dùng than đá nhiều quá, các loại xe chạy ra dầu diesel thải ra than khí nhiều quá, nó che lớp cả, nó làm hỏng cả một cái bầu khí quyển. Mọi người đều biết rằng quả đất của chúng ta có một cái lớp bầu khí quyển bao quanh. Và cái lớp bầu khí quyển này nó chỉ có dày vào khoảng độ 70-80 cây số cho đến 100 cây số. Vì thế mà khi nó bị các loại oxy carbon là những cái than khí nhiều quá thì nó sẽ làm hỏng đi dưỡng khí. Chúng ta sống được là nhờ dưỡng khí thở một cách điều hòa. Tàu bay bay được cũng là nhờ có không khí nâng đỡ phi cơ. Mà nếu bây giờ làm thủng ra cái lớp khí quyển, làm hỏng cái lớp khí quyển vì ô nhiễm, vì pollution, thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Trong cái chiều hướng đó, chúng ta phải tìm đến con đường tương lai cho nhân loại. Jeff Bezos tuyên bố rằng công ty ông lập ra gọi là Blue Origin là một công ty bầu trời xanh để tạo ra những cái sự tuyệt vời cho con người bằng những cái chuyến du hành lên vũ trụ. Ông bảo rằng lâu nay chúng ta du hành bằng những chiếc tàu bay phản lực rất thông thường. Và rồi đây công ty Blue Origin của ông sẽ đưa con người vào vũ trụ bằng những cái phi thuyền không gian, đi như là đi chợ và cơm bữa, chẳng khác gì những chiếc phi cơ phản lực mà chúng ta dùng ngày hôm nay. Đến giây phút đó con người ta sẽ được thấy cái chân trời mới, và con cháu những thế hệ mai sau sẽ không phải lo lắng đến vấn đề bị giới hạn ở địa cầu, và nhất là vấn đề thâm thủng về môi sinh. Để quý vị thấy rằng là ở một cái quốc gia tư bản như Hoa Kỳ, con người ta tâm hồn nó rộng rãi, nó hướng về tha nhân, nó hướng về tương lai để có thể tạo nên một cái xã hội loài người tuyệt vời, văn minh và nhân bản. Không giống như Cộng sản chủ trương tiêu diệt con người. Chúng ta không cần phải tuyên truyền. Quý vị thấy cái nước Cộng sản mà đông dân nhất là nước Tàu. Đến giờ này cũng chỉ có một số cán ngũ nó có tiền. Còn dân Tàu bây giờ cũng vẫn khổ như là con vật. Và nó vẫn muốn áp dụng một cái chính sách độc tài. Quý vị thấy như Hồng Kông vừa rồi. Đáng lẽ là đúng luật nó ký Đặng Tiểu Bình với lại bà Margaret Thatcher của nước Anh. Khi mà nước Anh trao trả lại Hồng Kông 1997, Đặng Tiểu Bình hứa là sẽ để cho Hồng Kông tự do sống theo đường lối của đế quốc Anh trong vòng 50 năm. Mà quý vị thấy từ năm 1997 đến bây giờ mới có ngoài 20 năm mà Tàu Cộng đã siết dân chúng Hồng Kông. Bây giờ là còn siết cách là bằng cách đem những cái người tội lỗi Hồng Kông về đại lục để nó xét xử. Thì quý vị biết rằng là đưa dân tự do mà vào vòng Cộng sản giống như là đưa mỡ vào miệng mèo, đưa rắn vào hang cọp, sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì người dân Hồng Kông đã 2 triệu người nổi lên để đòi biểu tình cấm cái luật, gọi là luật dẫn độ. Và bà Thái Anh Văn, Tổng thống của nước Đài Loan, tuyên bố ủng hộ Hồng Kông 100%. Và trong cái chuyến đi đến Hoa Kỳ trong hôm 14 vừa rồi, 12 vừa rồi, bà đã có một bài diễn văn ở Đại học Columbia để ca tụng cái chính sách nhân bản của Hoa Kỳ và thế giới. Bà ca tụng Đại học Columbia là nơi mà bà đã từng tham gia vào những năm thập niên 70-80. Và bà thấy rằng cái con đường của Đại học Columbia hay là con đường tư bản của Hoa Kỳ nó dẫn đến cái hạnh phúc cho con người. Mà trong đó hiến pháp của Hoa Kỳ nó được đặt ra để mà ca ngợi cái sự tự do và sự nhiệm màu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng là con người trong một cái chế độ tư bản
có quyền mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình và cho nhân loại. Thì cái câu chuyện của ông Jeff Bezos này, đầu tư hàng chục tỷ đô la để mà lo việc của thiên hạ, lo việc hạnh phúc cho con người, tìm ra một tân biên cương. Những cái tên tỷ phú của Cộng sản, nó chỉ lo cho vợ lớn, vợ bé, nó chỉ lo cho làm ô ten để nó đi dẫn gái và nó ngủ. Thế thôi. Không có một tên Cộng sản nào mà lại biết được nghĩ đến cái hạnh phúc của người khác. Chúng chủ trương rằng nó lừa dân chúng. Dân chúng cứ theo Cộng sản đi. Một khi đã tiến lên xã hội chủ nghĩa rồi thì làm việc theo khả năng mà hưởng thụ theo nhu cầu. Từ năm 1935-40 đến bây giờ, Cộng sản Tàu đã làm được chưa? Hay là dân chúng càng ngày càng khổ xuống con vật? Chứ đừng nói đến các cái nước nhược tiểu, vừa kém cỏi, vừa rốt nát, vừa nghèo khó. Cộng sản Liên Xô là cái nôi của Cộng sản thế giới, đã bị tư bản đánh sập mà không tốn một viên đạn từ năm 1981. Thì thử hỏi với cái nền dân chủ như thế thì quốc gia và nhân loại đi xuống hố làm cái chuyện dễ hiểu. Chúng ta là có bản tin nữa là cái vấn đề các cái đảng dân chủ và đối lập của Tổng thống Donald Trump. Đến giờ này họ vẫn chưa bỏ qua cái tư tưởng là chống tư bản chủ nghĩa, và họ vẫn nuôi cái giấc mộng phá đám bằng cách là đưa xã hội chủ nghĩa vào. Chúng ta thấy từ Bernie Sanders đến những con bé như là Elizabeth Warren, Kamala Harris và mấy con bé bán ba dân biểu của người Mỹ. Và đặc biệt có một tên gọi là Beto O'Rourke ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhưng mà lại nói tiếng Mỹ. Và từ ngày đó bị chỉ trích, và tên này bây giờ có thể sắp sửa phải rút lui vì không có đủ túc số của những người ủng hộ. Mà tuần tới đây sẽ là một cái tuần có một cuộc tranh luận lần thứ hai của Đảng Dân Chủ. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy hàng chục người sẽ bỏ cuộc ra đi. Cuối cùng, Donald Trump sẽ là một vị sao sáng, sẽ là một vị Tổng thống của nhiệm kỳ 2024 một cách tuyệt vời và bất khả xâm phạm. Sau đó sẽ tới Mike Pence, rồi sau đó sẽ tới con cái của Donald Trump, được huấn luyện để trau dồi trở thành một vị lãnh tụ của Hoa Kỳ. Rồi bản tin sau cùng của chúng ta đó là vấn đề sửa sắc đẹp. Tuần vừa rồi có một cô bé bị đi sửa lỗ mũi. Cô ta năm nay 21 tuổi, cô ta có tên là Bettina Labore và cô ta đã bị chết sau khi sửa mũi về là vì bị infection. Rồi đến giờ này, tiền mất tật mang, tuổi mất 21 để làm gương cho những người ham sửa sắc đẹp và đi vào những cái chỗ không có rõ ràng và không có kinh nghiệm của những bác sĩ tay mơ. Chẳng hạn như đi vào các quốc gia nghèo khó để sửa sắc đẹp là từ chết cho đến chết. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.